Dùng và quên đi cảm giác ẩm ướt. Nếu không, bạn sẽ đừng hoang tiền. Xin xem thể lệ tham dự tại các cửa hiệu bán lẻ. Ai muốn thử chai này cũng đều phải nhuộm tóc. Nhưng mình tin mái tóc đen tự nhiên của mình sẽ làm cho da diễn sống động hơn. Xin giới thiệu Rejoy Nhung Huyền mới. Dầu gội mới tốt như dùng bồ kết, với tinh chất hà thủ ô và hoàn toàn không có thuốc nhuộm đen, cho mái tóc đen huyền tự nhiên, mềm, mượt và dễ chảy hơn. Đúng là người mình đang tìm. Rejoy Nhung Huyền mới, tóc nhung huyền tự nhiên. Bước vào một thế giới khác của Lux mới. Ngây ngất hương hoa, một khoảnh khắc bay bổng của riêng mình. Một làn da mịn màng, quyến rũ. Lux mới, vì quyết làm đà quá đói, bè cũng là quá bè. Nếu bạn gọi thế này là trắng, thì đây gọi là gì? Nếu bạn gọi cái áo này là trắng sạch, thì thế này là trắng sạch ra sao? Thai trắng sạch mới, nhãn hiệu bột giặt số 1 tại Mỹ. Giặt áo quần trắng hơn đến không ngờ. Này, với giá đặc biệt chỉ 5.500 đồng gói 400 gram. Như Thai mới là trắng. Nắng rát sẽ làm da mình đen sạm đi mất. Hazeline, kem dưỡng làm trắng da chống nắng với SPF 20, vitamin E và tinh chất hoa hồng, giúp da bạn trắng mịn hẳn lên ngay sau khi sử dụng. Hazeline cho vẻ đẹp tươi tắn như hoa. Điều kỳ diệu sau lớp vỏ táo này là gì? Đó là dầu gội Lifebuoy hương táo mới với công thức đặc biệt dành cho trẻ em da đầu thớt ngứa, tóc mềm mại dễ chảy cùng hương táo. Thơm quá. Con tôi giờ thích lắm, chúng gội đầu thường xuyên hơn. Tôi thật sự an tâm vì con tôi luôn được Lifebuoy bảo vệ. Mình cũng vậy. Dầu gội Lifebuoy hương táo mới, phương pháp vệ sinh chăm sóc cho cả gia đình. Món anh thích nè. Ngon. Ngon lắm. Ăn thêm đi anh. Bạn thấy khó chịu vì đầy hơi khó tiêu à? Bedfish với các men tiêu hóa giúp dễ tiêu hóa, chống đầy hơi do dư axit. Bedfish vì cam tươi mát, lời tiêu hóa thật dễ chịu. Không dùng Bedfish cho người mẫn cảm với thuốc và người ăn kiêng muối. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Có lượng nè. Cá lóc đi mẹ, mình làm được món chiên mà còn thêm món kho, lại thêm món canh nữa. Giá cũng vậy ha. Đảm đàng đó. Cái này rẻ nè. Mua Viso mới đi mẹ, giá tương đương mà hiệu quả hơn nhiều. Mẹ nhìn nè, Viso hoàn toàn mới, đậm đặc hơn 50% so với bột giặt thông thường. Ồ, khăn tay bạn ở đâu mới quá vậy? Khăn cũ đó, nhưng vô bàn tay đảm đang giặt mà. Viso, bột giặt dành cho người phụ nữ đảm đang. Ngủ thẳng giấc vào ban đêm rất quan trọng đối với Bi. Cháu luôn vui vẻ và sẵn sàng nô đùa với tôi khi thức dậy. Nhưng trước đây khi dùng tả vải, cháu ngủ không được ngon vì bị ướt. Giới thiệu Pampers Fresh and Dry mới. Không như tả vải, Pampers có thể thấm tốt và giữ cho bé khô ráo ngay cả sau 5 lần bé tè. Nên Bi bây giờ luôn khô ráo, ngủ thẳng giấc. Pampers Fresh and Dry mới, khô ráo, thoáng êm, suốt đêm ngon giấc. Lợi ích lớn trong gói lớn, giá khuyến mãi đặc biệt, tiết kiệm 7.000 đồng một gói. Càng ngày, em càng quyến rũ. Tức Anh đang dùng kem dưỡng trắng da ban đêm Bones mới vào mỗi tối. Vitamin B3 tiếp tục làm da trắng dần lên. Collagen nuôi dưỡng và làm da mềm mại. Dùng kem dưỡng trắng da ban đêm Bones vào mỗi tối. 70% cơ thể bạn là nước. Hãy giữ cho cơ thể luôn thuần khiết. Aquafina của Pepsi, phần tinh khiết nhất của bạn. Mỏng dính như lụa, mịn màng như nhung, mát thoáng vô cùng. Một mình biết, siêu mỏng, siêu